lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng chiến dịch trả đũa Iran tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu quân sự, tránh các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột. Tờ Bi điện Jerusalem tiết lộ hơn 100 máy bay chiến đấu Israel đã tham gia cuộc tấn công Iran vào ngày 26 tháng 10, bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến với hành trình khoảng 2.000 km. Cuộc tấn công ban đầu của Israel và các mục tiêu radar ở Syria nhằm mục đích làm mù khả năng của Iran nhanh chóng leo thang thành các cuộc tấn công nhắm vào Tehran thủ đô của Iran và Karai, một địa điểm chiến lược khác. IDF khẳng định các đợt tấn công tập trung vào các mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng. Trong cuộc tấn công tầm xa như vậy, phía Israel được cho là đã sử dụng đạn dược hàng nặng cũng như huy động khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể. Tại biên điện Jerusalem tiết lộ hơn 100 máy bay chiến đấu Israel đã tham gia cuộc tấn công Iran vào ngày 26 tháng 10, bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến với hành trình khoảng 2.000 km. Cuộc tấn công ban đầu của Israel và các mục tiêu radar ở Syria nhằm mục đích làm mù khả năng của Iran. Nhanh chóng leo thang thành các cuộc tấn công nhắm vào Tehran, thủ đô của Iran và Karaj, một địa điểm chiến lược khác. IDF khẳng định các đợt tấn công tập trung và có mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng. Trong cuộc tấn công tầm xa như vậy, phía Israel được cho là đã sử dụng đạn dược hạng nặng cũng như huy động khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể. Xem video Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ đạo vụ tấn công từ khu phức hợp dưới căn cứ quân sự Kiria. Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Israel, Reuters. Với dự đoán rằng phía Iran có thể sẽ phản công, hiện nay phía Israel một mặt theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria, và Liban, Lebanon, mặt khác đã đơn vị cứu hộ 669 cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra. Trong một phát biểu đưa ra sau cuộc tấn công, người phát ngôn IDF, Trần đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel đã sẵn sàng cho cả các động thái tấn công và phòng thủ. Theo dõi chặt chẽ Iran và các lực lượng thân Iran, ông Hagari kêu gọi người dân Israel duy trì cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn từ Bộ Tư lệnh Nội địa và IDF sẽ cập nhật thông báo của Bộ Tư lệnh Nội địa ngay khi có bất kỳ thay đổi nào.